Rồi, ok, xin chào nha. Cảm ơn bạn đã trở lại. Video này mình sẽ chia sẻ một vài cái tip hay ho để mà thực hiện cái cảnh quay time-lapse trong cái chuyến du lịch của bạn. Thì vài cái định nghĩa cơ bản time-lapse thì nó đúng với cái tên của nó, time là thời gian, lapse là nó trôi qua. Time-lapse tức là mỗi cảnh quay mà thể hiện cái thời gian nó trôi qua nhanh. Thì cái ưu thế của cái việc chơi time-lapse kiểu này á là nó rất là chill đối với mình. Bạn chỉ việc set cái máy đó rồi bạn ngồi bạn chơi hay bạn chill chill rồi bạn ngắm hoàng hôn cùng với người yêu chẳng hạn. Cái ưu điểm thứ hai đó là chúng ta có thể quay raw được với cái giá siêu rẻ. Lý do tại vì khi mà bạn set máy ảnh của bạn chụp raw á, cái độ dynamic range cao nhất. Đây là ảnh gốc nè mọi người, bạn thấy kinh khủng không? Ở phía dưới là tối thui luôn. Thì sau khi mà mình chỉnh xong thì nó ra cái kết quả như vậy, bạn thấy cái sức mạnh của ảnh raw. Ngoài cái việc là capture một cái ảnh raw, bạn có thể quay được ở độ phân giải 6K. Do chúng ta đang chụp ảnh mà mọi người, thì chụp ảnh đó là cái máy của mình nó chụp được kích thước rất là lớn, chiều ngang là 6000, chiều dọc là 4000. Cho nên là cái footage này nè, sau khi mình làm time lapse xong á, bạn phải hiểu nó là 6K. Thì 6K thì tức là sao? Tức là mình có thể zoom vào kinh khủng luôn á, bạn thấy không? Như cái scale này nè, nó đang ở 32% thôi nè. Mình kéo nó lên, bạn coi nè, mình có thể zoom nó lên 100% là nó xác lịch cái mặt trời luôn. Nếu bạn không có những cái lens mà zoom hết code vô được á, thì bạn có thể cứ time lapse đi rồi về nhà bạn crop sau. Ưu điểm thứ ba nữa là bạn không cần sử dụng lens đá nét tự động. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể mua lens vintage, lens mà máy ảnh phim á, cực kỳ rẻ để mà chơi. Rồi, vậy còn điểm bất lợi của chơi cái trò này là gì? Trong cùng một cái cảnh hoàng hôn thì cái lượng footage mà bạn lượm về á, nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Cái workflow nó sẽ hơi phức tạp hơn một tí. Cuối cùng á, là bạn phải vác thêm một cái phụ kiện rất là nặng nề, đó là cái chân máy. Chắc chắn là tại time-lapse bạn không thể nào mà cầm tay được hết. Bản thân mình á, thì mình xài cái app time-lapse ở trong cái con Sony A6500 của mình. Hình như là bạn ra mấy chỗ mà mua máy ảnh á, người ta có dịch vụ cài cho bạn luôn. Là tức là nó sẽ chụp một tấm cứ cách mỗi 3 giây hay 5 giây gì đó. Cuối cùng là ngoài cái việc dùng cái máy ảnh của bạn thì bạn có thể là học vỡ lòng bằng cách là tận dụng cái điện thoại iPhone của bạn, giống như là vài cái phút thuật mình mở lên ở đây. Mình có thể so sánh được cho mọi người là chất lượng của con iPhone 12 so với con A6500 của mình nó như thế nào. Thì thật ra cái con A6500 á, Dynamic Range nó vẫn tốt hơn một chút xíu. Rồi ok, thì sẵn tiện đang ngồi máy ở đây luôn, mình cũng muốn mở cho mọi người xem thử cái workflow time-lapse của mình nó như thế nào ha. Nếu như mà bạn chụp time-lapse bằng iPhone rất là tiện rồi, tại vì khi bạn kết thúc xong á, nó thành một cái file video cho bạn luôn. Còn nếu như bạn chụp bằng con A6500 á, thì bạn thấy đây, mình set máy mình chụp là một tấm RAW, một tấm JPEG. Ảnh RAW thì nó nặng hơn, với lại nó nhiều thông tin hơn để về chỉnh Lightroom tiện hơn ha. Sau khi mà mình chỉnh một tấm hình xong thì mình có thể copy cái setting này cho tất cả những cái tấm còn lại. Thì sau khi làm vậy xong á, mình chỉ việc là xuất nguyên cái series này ra. Rồi thì import và premiere như thế nào? Đây là toàn bộ những cái ảnh mà nãy mình nói mình xuất Lightroom ra. Mình sẽ liếc chọn một tấm thôi, tấm đầu tiên. Sau đó mình tích chọn cái box tên là image sequence. Bạn nhớ tích chọn cái này là bởi vì bạn sẽ ra lệnh cho premiere đó là đây là một cái chuỗi những cái hình ảnh. Cho nên là anh vui lòng hãy import toàn bộ nó vào, chứ đừng có import một tấm hình. Rồi bạn bấm open. Đó, mọi người thấy không? Mây nó trôi nè. Do là trong quá trình mà time-lapse á, nhiều khi cái tripod của mình nó bị gió thổi, thì bạn có thể apply một cái effect tên là Warp Stabilizer vào. Rồi ok mọi người nha, bên lề một chút xíu đó là mình cũng rất là thích time-lapse và mình đã làm ra được vài cái video time-lapse. Nếu mà nó tình cờ nó match với lại bạn á, thì bạn có thể chia sẻ nó trong một bình luận với mình ha. Ok, cảm ơn bạn đã xem hết video. Hẹn lại bạn trong những video lần sau. Bye bye.